Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Sầu Cao Vlog các bạn. Thì hôm nay đi giao lưu với anh Cảnh ở Gạch Giá. Thì đây, anh Cảnh nè. Anh bắn cây mắc cáo nha anh em. Được bao nhiêu đây à? Thì hai anh em mình đi cũng từ lúc 11 tới gần 1 giờ. Tới giờ là 4 giờ rưỡi chiều rồi. Thì anh em mình ghé đây chụp hình cái anh em cũng về. Đó, rồi. Rồi giờ hai anh em mình nhổ lông rồi khò về anh em để nó sình. Rồi nhớ chờ clip nha anh em. Tạm biệt anh em.